Liên quan đến các vụ bắt giữ học viên Khu Luân Công gần đây ở Trung Quốc đại lục, bà Morgan Ortergus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã nhắc lại quan điểm của Bộ Ngoại giao, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Morgan tuần này đã gửi một email hồi âm cho phóng viên Apple Times nói rằng, kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn cố gắng tiêu diệt Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa cùng với những người bảo vệ nhân quyền đấu tranh cho quyền lợi tín ngưỡng. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt các hành vi ngược đãi hèn hạ đối với các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ và tiết lộ tung tích của các học viên bị mất tích. Một lượng lớn bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc đến nay vẫn tiếp tục đàn áp và ngược đãi nhóm người này. Theo các báo cáo cho thấy, các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn tàn khốc. Những bình luận trên của bà Morgan Ortergus là để nhắc lại một lần nữa quan điểm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải ngừng bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 7, 2020, nhân kỷ niệm 21 năm ngày các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, ông Pompeo đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc bức hại 21 năm đối với các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài quá lâu và cần phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay lập tức ngừng sử dụng những biện pháp đê hèn để ngược đãi và xúc phạm các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người đã bị bỏ tù vì đức tin của họ, chẳng hạn như Mã Chấn Vũ, v.v. và tiết lộ tung tích của các học viên Pháp Luân Công bị mất tích. Vào ngày 20 tháng 7, ông Robert Mitchell, trợ lý ngoại giao và nhân quyền, dân chủ và các vấn đề lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã gặp gỡ 5 đại diện học viên Pháp Luân Công tại Bộ Ngoại giao, trong đó có tiến sĩ Trương Ngọc Hoa, một học viên Pháp Luân Công và là vợ của ông Mã Chấn Vũ, người hiện đang bị giam giữ bất hợp pháp ở nhà tù Tô Châu, Trung Quốc. Tham gia hội nghị qua điện thoại lần này còn có sự góp mặt của ông Samuel Brownback, đại sứ tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.